Vào ngày hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3 với một loạt các hội nghị ASEAN với các nước đối thoại. Phóng viên Hữu Hưng thông tin từ Jakarta của Indonesia. Hôm nay là ngày bận rộn nhất của các ngoại trưởng ASEAN với 11 cuộc họp với các nước đối thoại. Trong buổi sáng nay đã diễn ra các cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN với các đối tác New Zealand, Ấn Độ, Nga, Australia và Trung Quốc. Phát biểu khai mạc tại các phiên họp này, ngoại trưởng các nước đối thoại đều đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, coi ASEAN là một trụ cột hợp tác quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động khó lường. Các ngoại trưởng ASEAN và đối tác cùng nhau thảo luận nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hiện có về kinh tế, thương mại, hàng không, chống biến đổi khí hậu, phục hồi sau COVID-19, đồng thời tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực mới như an ninh mạng, tài chính, an ninh hàng hải, đề cao luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Các nước đối thoại chia sẻ tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo các nguyên tắc cơ bản trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, toàn diện, ổn định và thịnh vượng, lấy ASEAN làm trung tâm. Có thể thấy là loạt hội nghị giữa ASEAN và các nước đối tác đã thể hiện rõ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc tập hợp các nước lớn đến để cùng nhau đối thoại, tăng cường hợp tác nhằm mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho khu vực và thế giới. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam đưa tin từ Jakarta, Indonesia.